theo kiểu Mỹ như sau: Diet là chết dần vì đói với mục đích kéo dài cuộc sống. Thuốc lá là một cái que độc hại, một đầu là đốm lửa, còn đầu kia là lưỡi dao tự sát. Doanh nhân là người dành hết mọi thời gian để kiếm tiền, rồi sau đó lại bỏ tiền ra để giết thời gian. Mạnh, gã đàn ông dắt theo một thằng bé vào tiệm hớt tóc. Gã hớt tóc trước, hớt tóc cạo mặt, cạo râu, gội đầu, ráy tay rất ư là cẩn thận. Xong rồi, gã nói với anh thợ hớt tóc: anh hớt tiếp cho cháu bé, tôi ra ngoài mua tờ báo nhé. 1 giờ, 2 giờ, rồi 3 giờ trôi qua mà không thấy ngã đàn ông đến. Anh thợ hớt tóc điên tiết gắt lên: bố mày biến đâu rồi hả? Dạ, ông ấy đâu phải là bố của cháu. Ông ấy gặp cháu ngoài đường, hỏi cháu có muốn hớt tóc miễn phí không. Cháu nói có, rồi ông dẫn cháu vào đây. Lại chuyện hớt tóc. Một tiệm hớt tóc toàn là thanh nữ, cô nào cũng thơm như muối mít. Thành ra cánh đàn ông ta ra vào tấp nập, ai đến trước hớt trước, ai vào sau ngồi đợi lớp lớp trên dải ghế dài. Người thì xem báo, đọc sách, người thì nghe nhạc. Lại có vài ông xúm nhau quanh bàn cờ tướng để chốc nữa đây cho người đẹp vào đầu. Một khứa lão vừa hớt xong rời ghế đến quầy trả tiền. Cô thanh nữ phủi vội tóc vụn trên ghế, mời một ông khách sồn sồn kế tiếp: ông leo lên ạ. Vị khách này đang say mê đọc báo, không nghe lời mời của người đẹp. Cô thợ hớt tóc nóng ruột mời thêm: mời ông leo lên ngay ạ. Thế leo lên ở chỗ nào?